bảy pha phá hoại dung nhan vì vai diễn đáng nể của mỹ nhân Việt. Dù phải từ bỏ hình tượng xinh đẹp thường thấy, nhưng mà các mỹ nhân Việt này vẫn không ngại lăn xả để mang đến những vai diễn tốt nhất. Tạo hình xinh đẹp, ngất ngây, gây thiện cảm mạnh với khán giả là điều mà mọi diễn viên đều mong muốn có được. Tuy nhiên, vì phục vụ vai diễn, nhiều nữ nghệ sĩ vẫn chấp nhận để tổ hóa trang, phá hủy dung nhan xinh đẹp của mình, rồi xuất hiện trên màn ảnh với diện mạo khó coi nhất, giống như là 7 mỹ nhân Việt sau đây chẳng hạn. 1. Diễn viên Ngọc Lan trong bộ phim Luật Trời. Xuất hiện trong Luật Trời với vai trang đành hanh, độc ác và mê trai, Ngọc Lan tưởng đâu sẽ chỉ sở hữu gu trang điểm khác người. Ai ngờ, ở cuối phim, Trang phải trả giá đắt cho hành động của mình gây ra bằng một màn hứng trọn axit vào mặt. Thế là mất hẳn vẻ xinh đẹp thường ngày, Ngọc Lan phải xuất hiện trong tình tượng một mụ ăn xin với khuôn mặt biến dạng. Để phục vụ một cảnh quay trong phim Luật Trời, Ngọc Trang đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ hóa trang khuôn mặt lành lặn xinh đẹp thành biến dạng vì bị tạt axit. Thế chỗ cho là da mịn màng thường ngày chính là những vết sẹo chằng chịt đang rỉ máu, khiến chính nữ diễn viên cũng phải hốt hoảng khi được chiêm ngưỡng. Theo nữ diễn viên, đây chính là một trong những tạo hình kinh dị nhất suốt sự nghiệp diễn xuất của cô. 2. Diễn viên Thúy Ngân trong bộ phim Hoa Vẫn Nở Mùa Đông. Nếu đã xem Hoa Vẫn Nở Mùa Đông của Thúy Ngân thì bạn sẽ phải gật gù rằng pha tạt axit của Ngọc Lan vẫn chưa là gì. Trong bộ phim này, Thúy Ngân đã phải đóng cảnh nạn nhân chết cháy. Không chỉ gương mặt mà toàn bộ cơ thể đều bị phá hủy hoàn toàn. Nhờ tổ hóa trang, Thúy Ngân đã có một diện mạo khiến người xem khóc thét. Trong cảnh nhân vật bị chết cháy nằm trong bệnh viện, nữ diễn viên phải ngồi yên một chỗ trong gần 2 giờ đồng hồ để trang điểm cho gương mặt. Đầu tiên, các chuyên gia hóa trang sẽ phủ lớp keo lên mặt của Thúy Ngân. Sau đó là liên tục các lớp silicone dày đặc đủ phủ toàn bộ mặt và cả phần đầu. Để tạo vết sẹo lồi lõm và phun máu do cháy gây ra, các chuyên gia trang điểm cho biết là đã dùng nhiều hỗn hợp keo, silicone và máu nhân tạo để gương mặt của nữ diễn viên thêm phần đáng sợ. 3. Tạo hình Phi Thanh Vân trong bộ phim Thẩm Mỹ Viện. Phi Thanh Vân vốn là một người rất coi trọng vấn đề nhan sắc và luôn muốn mình xuất hiện trước mặt công chúng với vẻ ngoài chỉnh chu nhất. Thế nhưng, để làm tốt vai diễn trong bộ phim Thẩm Mỹ Viện, người đẹp vẫn bất chấp làm xấu bản thân. Giang hồ, môi tều, mũi to, mắt hí, lông mày lá liễu lỗi và thân hình cục mịch là những gì mà Phi Thanh Vân mang đến cho khán giả cùng vai diễn của mình. Để hóa thân thành công trong cuộc lột xác hóa vì xấu xí này, cô đã cùng với các chuyên gia trang điểm nghiên cứu cách tạo ra chiếc mũi to thật tự nhiên bằng cách dùng keo, bột thẩm mỹ đắp bên ngoài. Bên cạnh đó, cô phải tới bác sĩ nha khoa để đặt một hàm răng hồ y như thật. Nhân vật Ái Lan rất béo nên cô phải độn thêm nhiều vải bên trong quần áo để tạo thân hình phục phịch quê mùa. 4. Diễn viên Mizu trong phim Tóc Rối. Đúng như tên phim, trong Tóc Rối, Mizu sở hữu một mái tóc không thể yêu thương nổi. Đây đích thị là tạo hình xấu nhất trong quãng đời làm nghệ thuật của người đẹp. Trong phim, Mizu vào vai bông sen, xuất thân từ gia đình thượng lưu nhưng bị bỏ rơi từ nhỏ, phải tìm mọi cách để mưu sinh và tồn tại. Vậy nên, những tập đầu phim, Mizu xuất hiện trong tạo hình nhân vật khá khủng bố, đầu tóc luôn rối bù và gương mặt lấm lem. Cô nàng Tóc Rối là bộ phim sitcom được đánh giá ngang tầm với cô gái xấu xí nổi đình nổi đám tại thời điểm ấy. Dù bông sen là một nhân vật khá phức tạp với cuộc đời chịu nhiều khổ cực, bị lừa, bị lạm dụng, phải một mình sinh tồn, Mizu lại là một cô gái trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng cô bạn hot girl này vẫn chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, không gượng ép và rất lạc quan. 5. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp trong bộ phim Cô Gái Xấu Xí. Giống như Tóc Rối, ngay từ cái tên Cô Gái Xấu Xí, khán giả đã có thể đoán được tạo hình của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp trong bộ phim này. Làn da siêu đen, niềng răng, kính cận quá khổ, mái tóc đen xù được tết gọn là tạo hình của nữ nghệ sĩ trong bộ phim đình đám một thời. Cô Gái Xấu Xí là một trong những bộ phim sitcom đầu tiên được trình chiếu tại Việt Nam vào năm 2008 và được mua bản quyền nguyên tác từ bộ phim Petit La Fiche của Colombia. Đây là bộ phim truyền hình hấp dẫn đã được nhiều nước trên thế giới mua bản quyền và chuyển thể. 6. Diễn viên Mai Phương Thúy trong bộ phim Âm Tính. Sở hữu vẻ ngoài xinh xuất sắc nhưng mà nàng hậu Mai Phương Thúy cũng từng khiến khán giả hú hồn khi lột xác hoàn toàn cùng với vai diễn người phụ nữ nghiện ngập trong bộ phim Âm Tính. Nhìn hình ảnh một người phụ nữ gầy gò, quần áo xộc xệch đang quằn quại trong cơn nghiện thuốc, ai dám nghĩ đó chính là cô hoa hậu xinh đẹp thường ngày. Bộ phim Âm Tính kể về một cô gái trẻ xinh đẹp sớm đoạt vương miện hoa hậu nhưng nhanh chóng rơi vào cạm bẫy của đồng tiền và danh vọng mà các đại gia xã hội gian sẵn. Hết thời, cô hoa hậu tự biến mình thành gái bao rồi cuối cùng mang thân phận gái điếm. Vào giây phút tìm được tình yêu đích thực và quyết định giải nghệ cũng là lúc cô biết mình dính HIV và đang mang trong bụng một đứa con. 7. Nghệ sĩ Đức Lưu trong bộ phim Làng Vũ Đại Ngày Ấy.
mà làm xấu bản thân đi vào lịch sử phim Việt và gọi tên của nghệ sĩ Đức Lưu, người đảm nhận vai thị nở trong bộ phim Làm Vũ Đại Ngày Ấy. Đến năm nay là 38 năm trôi qua, nhưng khán giả vẫn luôn nhớ tới nghệ sĩ Đức Lưu trong bộ dạng xấu xí, hàm răng tranh nhau đứng trước, cùng với nụ cười chẳng ai nhìn nổi. Trên đây là 7 mỹ nhân Việt phá hoại dung nhan vì vai diễn của mình. Bạn thấy ấn tượng với màn hóa thân của diễn viên nào xuất sắc nhất?